chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Như các bạn cũng đã biết, game vừa mới update những tính năng mới. Hôm nay, mình sẽ giúp các bạn tổng hợp lại tất cả những tính năng mới của game. Và người bạn đồng hành cùng mình hôm nay chính là Yue. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video về Play Together của Somi. Như các bạn cũng đã thấy, sau lưng mình chính là một khu vực mới được cập nhật. Hãy cùng tụi mình đi tìm hiểu nhé. Mình sẽ mua mỗi loại một cái, bởi vì chỉ trồng cây được 3 lần thôi, nên mình khuyên các bạn chỉ cần mua 3 chậu là được. Tụi mình sẽ cùng nhau đi trồng thử nhé. Có 4 loại hoa khác nhau, mình sẽ trồng cẩm tú cầu, hoa hồng và hướng dương nhỏ. Mỗi loại hoa sẽ có thời gian trồng nhất định. Các bạn có thể xem quảng cáo hoặc có thể nhờ bạn bè tưới cây để giảm thời gian trồng cây. Bây giờ tụi mình sẽ cùng sang nhà UE để xem loại thức mới nha. Đây là nội thất mới về chủ đề thiên nhiên. Trang trí lên nhìn rất chill mà còn đơn giản nữa. Sẵn đây mình sẽ test thử chế độ quay video mới được cập nhật cho các bạn xem. Ngoài ra, bản đồ ở sân bay cũng được thiết kế mới hơn. Sắp tới, game sẽ cập nhật thêm trò chơi mới tại khu vui chơi. Và đó là tất cả những update mới của game.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy like and subscribe, nhấn chuông để nhận được thông báo từ các video mới của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Annyeong.